Hello anh em thân thương, cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ phép suốt thời gian qua nha anh em. Sau đây em cũng cập nhật xe lẻ những ngày đầu tuần, chúc quý anh chị em mình ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Các em kiểm qua nhanh thôi anh em ơi. Còn anh em quan tâm xe nào hoặc là đam mê hay là yêu thích cái dòng xe nào thì anh em liên hệ bên em để lấy thêm thông tin chi tiết nha anh em. Chứ xe nhiều lắm, thấy không thể đi chi tiết từng chiếc trên một cái video được hết được nổi đâu nè. Dung lượng của xe rất là dài, em chắc cũng có điểm qua sơ sơ lẹ. Cái nào mới về thì em mới nhấn mạnh ha. Như con Vision đời 2022 mới về, bánh lớn chạy 2-3 ngàn cây vậy đó. Con Alpha này chuẩn bị đi cà phê rồi, có 19 năm mà. Điểm nhanh cho anh em xem ha. Cần xe nào thì anh em đến trực tiếp coi tại 1027 Mặt Cũ, phường Vĩnh Văn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hoặc là mình có thể giao dịch online nha. Ở cửa hàng phép thì chủ đạo giao dịch online nè. Anh em chuyển tiền đủ rồi cái đầu là hoặc là dàn cọc nào đó rồi mình ship xe toàn quốc nha nè. Ví dụ như chiếc neo trắng này nè. Con này là QX lên áo neo đó. Con này anh em chuyển tiền đủ 39 triệu bao hồ sơ. Nó chuyển không thiếu cắt nào hồi đêm hôm. Chỉ có là bắt đầu là lập hồ sơ gửi cho anh em đó. Mua xe cửa hàng phép anh em yên tâm nha nè. Đâu còn có đó. Tay phép làm cũng khá là nhiều năm trong nghề rồi. Đó, dựa trên cái uy tín là trên hết nha anh em. Chứ một cái xe đôi 30 triệu không có tới đâu mà để làm ăn tầm bậy tầm bạ, bán rẻ uy tín mà được nha anh em ơi. Có chăng đi nữa, nhiều khi một vài sơ xúc á, làm bật ý hoặc là không hài lòng anh em thì có đó. Trong quá trình vận chuyển này kia hay là những cái chi tiết mà anh em thấy khó chịu á, còn anh em khác thì thấy bình thường. Nhiều khi nằm ở những cái điểm mù góc khuất á, nó không có tả, không thấy hết đó anh em. Đó thì có chứ. Thì mình cái nào phép sẽ nhận lại thôi. Còn người ta là không sợ mình làm sai anh em, chỉ sợ là mình biết sai mà mình không chịu sửa đó. Đó, hoặc là mình bảo thủ. Em ơi, xe em tả không đúng, không đúng xe, em nhận xe lại, phí phạm em chịu hết nha. Tại vì giờ làm ăn online phải chịu anh em. Vấn đề đó bắt buộc phải có. Vấn đề mà gửi trả lại bắt buộc phải có hết. Ai cũng vậy hết. Kể cả anh ta bán những mặt hàng cơ bản, ta còn bị nó anh em ha. Nói chung ra thì thời đại bây giờ là thời đại online anh em. Đó, 4.0. Mua cái gì cũng trên online hết. Cả ô tô. Bởi vì cái xe Honda này cũng bình thường, không gì khó đâu nè. Nhiều khi mấy thằng trẻ nó làm được món nhỏ, mình chơi nguyên chiếc xe Honda nó mới nảy mình nha anh em. Để em công nó nói mình ông này già lắm cẩm ha, không có biết gì trên mạng. Ông mới giỡn hoài. Mua chiếc xe gắn máy chỗ phép xe máy ủng hộ nó luôn, dằn mặt mày luôn ha. Tao mua nguyên chiếc xe Honda cả trăm cả ngàn chi tiết trong đó. Cần xe nào đó, X-Bay này ngon lắm á. Ngày này gai sân cơ, này gai FI. Con này cũng mới về ngày hôm qua đó. Con này 4 mấy triệu, 2 càng, 2.9. Đó, thì mấy cái xe dưới đó anh em cũng chuyển tiền rồi hết rồi. Gửi đó. Đó, nhiều khi mình cũng nên tin ai đó anh em ha. Nhiều khi mình cũng nên tin ai đó, thà tin ai đó còn đỡ hơn là không dám tin gì, cũng không dám làm gì nha. Con Pha Cộng này phép review hôm qua rồi nè. Sợ nhất là, nguy hiểm nhất là không dám tin ai, không tin ai, cũng không dám làm gì luôn á anh em.
đó, ở yên một chỗ chờ chết. Kệ, à mình tin ai đó. Đó, mình bị lừa cũng được, cái đó là một cái điều, một cái bước, có một bước phát triển chút xíu là mình đã làm. Đó, AB này quá mới vậy, con này 34 triệu nha, 125, con này đi mới có ít xỉu, con này mới về, chị bo su bét, 1600 cây, bao mới, nâu năm đẹp quá. Đó, anh em xem thoáng qua đó, thấy con nào phù hợp hoặc là mình gây ý đam mê thì liên hệ ủng hộ phép vậy nè. Như phép nói là anh em yên tâm đi, anh em chuyển khoản vô tài khoản của phép á là tiền anh em vẫn còn ở đó, không có mất đâu hết trơn á. Ví dụ như xe cậu phép gửi anh em không hài lòng thế nào đó thì dùng lý do nào đó chính đáng thì thương thảo nhau phép chuyển trả lại à, chứ không có mất đâu chứ không phải bán rồi thôi nha anh em. Anh em nên nhớ có số điện thoại, anh em cứ liên hệ Zalo Sang Trường đó, có gì cứ làm việc qua Sang Trường thì tụi nó báo em lại để số tài khoản chính của em. Anh em cứ chuyển gặp cái tên Nguyễn Văn Phép là tên của em, cửa hàng xe máy Khánh Phép anh em ha, Khánh là tên bà xã còn Phép là tên của em. Sống là phải vui vẻ anh em ơi, phải vui vẻ nè, phải có một cái tí xíu gì gọi là đam mê để nó mới có động lực trong cuộc sống, nó có cái cơ sở để mà tạo động lực để mà mình làm ăn, mình kiếm tiền, mình bươn chải. Chứ sống mà không có đam mê, không có yêu thích cái gì chân là nó kêu là nó uổng phí lắm nha anh em. Mỗi người có cái đam mê, đam mê xe này là một trong đam mê lành mạnh đẹp. Đam mê xe thì mua được con nữa mới về hôm qua, 155 đẹp quá. Đừng có đam mê là cờ bạc anh em ơi, những cái môn mà không có được ha. Đam mê cây kiển, cây cảnh, đam mê xe cộ, rồi đam mê con này con kia. Nhiều anh em hôm qua đi nhậu chỗ anh em cũng đồng nghiệp, ổng có hồ cá câu nhìn đã quá đó. Như mấy cái này phép có mua gì đam mê không nè, như con này là phép mua vậy đó, là nếu mà bán ra phép lỗ chắc, không có đường nào lợi hết ra nè, lỗ chắc. Nhưng mà mình tính lời lỗ trong cái đam mê thì nó cũng tệ quá, thôi kệ chứ không ai báo mất tiêu. Nhiều anh em nói không ai mua mà hỏi xin lỗi anh em chứ, phép không gật đầu thôi, chưa đúng giá đó chứ mấy cái hàng này giờ kiếm không ra đâu. Ví dụ da dép xì bo đó, anh em có thể mua bất kỳ dép nào ở các cái thành phố lớn, lúc nào cũng có cửa hàng họ bán dép xì bo cho anh em hết đó, mới thùng có, lướt có, siêu lướt có, Movita hay là màu xanh GB kiểu gì cũng có. Còn cái con danh thùng này xin lỗi anh em mà đếm đầu móng tay nha, có đâu, có anh em ta cũng để chơi nó có bán đâu. Đó, con đó là rô danh thùng, con đó để nó sản xuất năm 1995 nha nè, loại đó loại không có đề, giấy tờ nó thì được anh em ta vô cái giấy hải quan thanh lý đó, tức là nó sang tên toàn quốc. Xe đó giờ giấy nó đang ở hồ sơ, nó đang ở cửa hàng đó, anh em nào mua là sức quá đơn, giá của nó là 300 mấy, nói sơ sơ ngang cho anh em nắm. AB đẹp quá ha, AB cam đen, còn 20 mấy triệu à. Quay tàu đây nè, con quay tàu nó giá cũng rẻ, về cài kéo này ghim Trung Quốc, về Lê Sam, GS, xe nào cũng có anh em mua chẳng phép biết. Con này chốt anh em bên Châu Đốc rồi, anh Hữu Châu Đốc. Phép được cái cơ duyên đến ngày xe này, với cũng được cái may mắn là được nhiều anh em người ta thương anh em. Đó, mua xe thì đâu có cần coi đâu,
nhiều anh em đến tiệm, đến cửa hàng chủ yếu là gặp nhau đi giao lưu cà phê chơi là nhất. Cái thứ hai là nhiều anh em gần thích đi lại để coi cái này mua được mua cái kia đó. Ví dụ coi dàn neo, mua con neo này không được mua neo khác, chứ thật ra là anh em chuyển khoản là chủ yếu là buổi bây giờ mà anh em. Bởi anh em thấy cái các cái dịch vụ mà chuyển phát chành nó rất là nhiều, rất là đông. Rồi chắc cũng khá là chi đầy đủ cho một cái tất cả các xe trong cái clip rồi anh em ha. Anh em coi nghiến xe nào thấy ô sờ kê đó, anh em liên hệ ủng hộ phép nha nè. Địa chỉ nè, 1027 mặt cũ ha. Cái đó là cái ngã ba Tiến Chánh, cầu số 2 á nè, ngay nhé, đằng đó, đó. Ngã ba Tiến Chánh cầu số 2. Anh em đi tới ngã ba đó, cái anh em quanh gần về phía bên phải, tay phải của mình đó là cách vài căn nhà tới cửa hàng rồi. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ phép suốt trong thời gian qua. Chúc anh em luôn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.